mũi tên lớn này, tức là cái đầu giò đây, chỗ này đầu giò mũi tên đây là trục tia siêu âm được phát nhé. Thì đây Z1, Z2 là hai môi trường có tỷ trọng khác nhau, đấy, cấu trúc khác nhau á, thì tỷ trọng khác nhau. Ví dụ trong phổi tim á, thì thành thành thất trái tỷ trọng khác buồng thất vân vân, nhưng qua mỗi nơi có cái tỷ trọng riêng. Thì cái trùng tia siêu âm này mỗi lần nó qua bề mặt phân cách giữa hai cấu trúc có tỷ trọng khác nhau, thì một lượng tia siêu âm nó phản hồi về lại đầu giò, một lượng tia nữa thì nó vẫn đi tiếp nha. Thì như vậy nó cứ lặp đi lặp lại tình trạng đó mãi, thì nó cứ đi đến đâu qua cái tổ cấu trúc vật chất mới nó lại gửi tín hiệu về đầu giò, giống như là tàu thăm dò trong NASA đi vào vũ trụ vậy, thì đi đâu được chụp ảnh tới đó vậy. Thì cái lượng tia siêu âm này nó truyền về đầu giò đó, máy nó sẽ xử lý lại là nó hiện lên hình ảnh cái cấu trúc và chúng tôi đi qua. À, thì đấy là nguyên lý siêu âm, tức là cái siêu âm là cái thăm dò này nó khảo sát cái cấu trúc giải phẫu của vật thể. À, đó đó từng các lớp một, thì đấy là nguyên lý siêu âm. Thì đây là cái hình minh họa, chúng ta thấy là đây là cái bể, cái bình nước nhé, bình nước, và đây là bình nước mà có cấu trúc ở bên trong, cái hạt gì bên trong đó chẳng hạn. Thì nếu có hạt gì bên trong thì theo cái nguyên lý siêu âm hồi nãy đó, thì giữa không khí và nước đây, bề mặt phân cách đây là tỷ trọng khác nhau đấy. Cái đáy bình này nó tỷ trọng khác với nước, thì như vậy là đi tới đâu nó chụp ảnh nó gửi về tới đó, thì chúng ta thấy máy siêu âm nó sẽ gửi về cái cấu trúc là chúng ta y chang như nó đã tia siêu âm đi qua. Chúng ta cũng thấy là bề mặt phân cách giữa không khí và nước rồi thành bình nha, thành bình với nước nó hiện hồi đó, nó không những trùng kia nó đi thẳng mà nó sẽ đi đi nhiều phương khác nhau, cho nên nó hiện lên hết nhé. Thì bên này cái cấu trúc trong dịch nó có các cấu trúc hạt khác thì nó cũng vậy. Thì trùng tia siêu âm khi nó qua bề mặt phân cách giữa dung dịch này và cái hạt này thì tỷ trọng khác nhau, nước và hạt này tỷ trọng khác nhau, thì trùng một phần kia nó sẽ phản hồi về lại đầu giò, một phần nó đi tiếp khảo sát, thì chúng ta thấy nó chụp hình y chang đấy, tức là có cái gì thì nó gửi về tới đó. Thì đấy là nguyên lý siêu tim, nó phản ánh cấu trúc của vật chất, được chưa? Thì các thành phần của máy siêu tim, thì siêu tim ngày nay sử dụng đầu giò tổ hợp pha quét hình quạt điện tử, bộ xử lý tín hiệu là chuyển tín hiệu sóng âm thành hình ảnh hiển thị trên màn hình. Thì đầu giò nó của tim á, thì chúng ta đầu đầu giò hình quạt nhá, hình quạt giống cái quạt á, thì đây là cái hình ảnh đầu giò chất áp điện vân vân. Cái này chúng ta biết cho vui vậy thôi chứ không cần biết các thành phần nhé. Thì đây là các cấu trúc các loại đầu giò siêu nhé, và siêu tim thì tổ hợp pha rồi, nhưng mà còn các chuyên ngành khác thì bụng thì ai dùng dùng xếp dạng thẳng này, dạng cong này nhé. Còn thì tim thì tổ hợp pha, thì nó có nhiều loại đầu giò, thì trong tim tim thì người ta dùng đầu giò tổ hợp pha, còn đầu giò dạng thẳng đấy, thì là chủ mạch máu nhé, khảo sát mạch máu chúng. Thì các kiểu xương kiểu A1 từ thời xưa rồi, A1 thì tín hiệu hồi âm được thể hiện bằng các xung hình gai trên dao động ký. Thì cái thời xưa thì mình siêu âm hình A1 này, nhưng bây giờ thì người ta bỏ rồi bởi vì nó mơ hồ lắm, nó hình giống như hình cái que vậy, thì các cấu trúc nó biểu hiện bằng các que, nó không nhìn không thực chút nào cả, cho nên người ta bây giờ người ta bỏ. Hồi xưa là chỉ dùng nó được để chẩn đoán tràn dịch màng ngoài tim thôi, mà cũng cực khó ấy, nhìn phải quen rồi mới biết chứ khó lắm nhé. Thì bữa nay người ta vứt rồi, A1 là vứt. Kiểu FM1 thì kiểu này hiện tại bây giờ vẫn dùng,
nó viết tắt của chữ là time motion mode, tức là cái kiểu vận động theo thời gian t1 đó. Thì để nó thể hiện sự chuyển động nha, của cấu trúc theo thời gian nha. Theo thời gian thì nó chuyển động ra sao. Thì nếu cái nguồn hồi âm đứng yên thì đứng thẳng, còn nếu mà nó chuyển động thì nó sẽ thành các vận động. Thì đây là cấu trúc M1, chúng ta nhìn thấy van hai lá nó vận động nhé. Theo tâm trương thì nó mở ra, tâm thu nó đóng lại nhé. Còn các thành thất, thành cái vách liên thất, thành sau thất trái thì nó uốn lượn, nó vận động theo thời gian. Đây hình ảnh M1 thì nó sẽ cắt. Đây cái hình quạt đây chúng ta thấy là máy đầu giờ hình quạt ấy, nhìn giống như cái quạt này. Đó, giống cái quạt thì M1 nó cắt qua chỗ nào, để cái đường cái thanh cắt đấy chúng ta nhìn đỏ 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 chụp chụp đỏ, thanh cắt qua đâu thì nó biểu hiện cái vận động theo thời gian. Tức là đây chúng ta sẽ thấy vận động theo thời gian của vách liên thất này, nó uốn lượn như này, chỗ này van hai lá vận động theo thời gian của van hai lá, nó mở nó đóng thế này nhá. Chỗ này vận động theo thời gian của thành sau thất trái đấy, uốn lượn này. Như vậy nó cắt qua đâu thì nó hiển thị của cấu trúc vận động tại chỗ đó, tại điểm đó thôi nhá. Thì đây là cấu trúc M1. Thì vì sao ngày nay người ta vẫn dùng cái hình ảnh siêu M1 trong thực hành và làm siêu âm? Bởi vì cái ưu điểm của nó là nó độ phân giải cao, độ phân giải cao. Thứ hai là nó nhanh chóng nhé. Chỉ trong một hình ảnh chúng ta biết được cái chu truyền tin, cái cấu trúc vận động. Ví dụ ở đây thì cùng một trên hình ảnh chúng ta sẽ thấy được tâm trương của thất ra sao, tâm thu được ra sao, thấy thất bóp ra sao, thì trên một hình ảnh thôi. Chứ siêu 2D phải hai hình ảnh chúng ta mới biết được, chứ đây trên một hình ảnh chúng ta biết được. Bây giờ sang đến siêu B1 tức là mốt anh theo chấm sáng, thì thể hiện chấm sáng, độ sáng của chấm này thể hiện biên độ tín hiệu hồi âm và vị trí các chấm sáng, xác định khoảng cách đầu giờ được mặt phản hồi. Chúng ta đây B1 biểu hiện bằng chấm sáng, chúng ta thấy chấm chấm sáng đó. Thì sáng nhiều hay sáng ít nó biểu hiện bằng cái độ mạnh của hồi âm nhé. Tùy cấu trúc, ví dụ cấu trúc mà có dày vôi là nó sáng nhiều lắm. Và cái khoảng cách từ đầu giò đến chỗ đo, chỗ từng chỗ vị trí chúng ta đo được. Ví dụ chúng ta biết khoảng cách từ thành ngực cho tới chỗ lá van hai lá này bao nhiêu đó. Với màng ngoài tim bao nhiêu, chọc dịch màng ngoài tim lợi để đo. Thì đấy là các kiểu siêu âm chính, là A1, M1, B1. A1 vứt rồi, còn lại M1, B1. M1 gọi là siêu một bình diện, B1 gọi là siêu hai bình diện. Các loại độ phân giải siêu âm, độ phân giải dọc là khả năng phân tách hai chủ thể song song nhé, với hướng của sóng siêu âm. Đó. Độ phân giải bên là khả năng phân tách hai chủ thể vuông góc với hướng siêu âm. Và độ phân giải theo thời gian là tốc độ khung hình. Đó. Đây các loại độ phân giải trên siêu âm. Chúng ta nhìn đây độ phân giải dọc này, độ phân giải bên này. Đấy. Chúng ta giới thiệu thế thôi, chứ mà cái này cũng không, để khi chỉnh máy thế thôi, chứ mà nó lúc mới học không quan trọng lắm nhé. Vì sau chúng ta khi thực hành chúng ta sẽ để ý mấy chuyện này. Đấy là chúng ta đã học về cái nguyên lý siêu âm cũng như các kiểu siêu âm chính hiện nay, và một số các lý thuyết về độ phân giải. Bây giờ sang đến nguyên lý Doppler. Nguyên lý Doppler là nó cũng là máy phát siêu âm, cũng là máy phát siêu âm, nhưng mà cách xử lý của nó khác nhau. Trong nguyên lý siêu âm á, thì máy nó xử lý cái tín hiệu hồi âm, nhưng mà trong nguyên lý Doppler thì không, máy nó không xử lý tín hiệu hồi âm. Máy nó xử lý tín hiệu hiệu của sóng phát và sóng hồi âm, cho người ta gọi là hiệu ứng Doppler là vậy.
tức là tần số sóng phát trừ tần số sóng hồi âm, thì người ta xử lý hiệu của hai cái đó đấy. Thì chính vì vậy siêu âm chúng ta không nghe thấy gì hết, nhưng mà khi làm Doppler chúng ta sẽ nghe tiếng nha, tiếng. Bởi vì sao? Là hai cái tần số cao trừ đi nhau thành ra tần số thấp, nó nằm trong dải âm thanh, nghe được của tai nghe chúng ta ấy. Thì chính như vậy khi khám Doppler chúng ta nghe được. Thì trung tia siêu âm khi nó va chạm vào các vật thể hữu hình trong máu đó, thì nó cũng một phần tia nó cũng phản hồi lại đấy, phản hồi lại và một thì cái máy nó sẽ xử lý hiệu của sóng phát và sóng hồi âm đấy. Đây, theo công thức này hiệu ứng Doppler delta S sẽ bằng tần số sóng phát trừ đi tần số sóng hồi âm, thì nó bằng cái công thức này đây. Thì C là cái hàm số thì bỏ đi, thì nó sẽ chúng ta sẽ lưu ý các thông số này, bắt gặp cái cốt theta này, cốt theta này nó sẽ ảnh hưởng. Chúng ta hồi xưa chúng ta học toán chúng ta biết cốt của đây, cốt của 90 độ bằng mấy, nhớ không? Hiệu ứng Doppler đo được liên hệ chặt chẽ với góc theta, nếu như góc này bằng 90 độ thì cốt 90 độ bằng 0, vì vậy hiệu ứng Doppler sẽ bị triệt tiêu. Nghĩa là sao? Tức là khi chúng ta khảo sát các vật thể mà nó chạy và vuông góc với lại cái đầu giò siêu Doppler thì chúng ta không thu được tín hiệu, bởi vì cốt của 90 bằng 0 theo cái công thức vừa rồi đó, cốt của 90 bằng 0 thì hiệu Doppler khi cốt 90 bằng 0 thì toàn bộ cái phía trên này bằng 0 hết, thì chúng ta thấy hiệu Doppler bằng 0 thì như vậy là không có tín hiệu, được chưa? Và cái hiệu Doppler này sẽ lớn nhất khi cái theta này bằng 0 độ, tức là bằng cốt của 0 thì bằng 1, đúng không? Thì cốt của 0 bằng 1 thì nó sẽ cho cái hiệu ứng Doppler lớn nhất. Vì vậy, từ cái công thức này chúng ta sẽ thấy khảo sát kỹ thuật Doppler chúng ta phải để cái trùng tia nó cùng hướng với lại cái vật thể chuyển động, cái dòng máu chảy ấy. Thì chúng ta sẽ có cái vận tốc cao nhất, V là vận tốc dòng chảy đó, thì chúng ta sẽ thu được vận tốc dòng chảy cao nhất đó. Thì đấy là cái nguyên tắc cơ bản trong khám Doppler, chứ chúng ta mà để góc là nó sai nhé. Thì trên thực hành người ta cho phép cái góc này nhỏ hơn 20 độ được nhé, bởi vì không gian ba chiều cũng phải lúc nào chúng ta không độ được ấy, khó lắm. Thì đấy là cái hiệu Doppler. Thì cái vận tốc này là vận tốc của cái vật thể chúng ta thăm dò. Thì cái Doppler người ta hay thăm dò cái dòng chảy trong trong tim, tức là mà cái gì chảy trong máu, hồng cầu chảy trong á, thì cái vận tốc này vận tốc hồng cầu đó. Thì như vậy nhờ cái hiệu Doppler này chúng ta sẽ tính được vận tốc của hồng cầu, và muốn tính tốt được vận tốc hồng cầu đó chúng ta phải để cái đầu giò nó cùng hướng với dòng chảy, tức là lúc đó cốt của không sẽ bằng một, thì chúng ta sẽ thu được vận tốc cao nhất. Nếu chúng ta để tạo góc thì chúng ta đo cái vận tốc đó nó sai số, nó không đạt, không đo được vận tốc tối đa của nó. Cho nên trong thực hành gắng làm sao để cho cốt của theta bằng không, được chưa? Đấy là cái bắt buộc phải nhớ nhé. Bây giờ chúng ta sang tới các kiểu Doppler. Doppler liên tục trong một đầu giò có hai thành phần, một thành phần có chức năng truyền sóng siêu âm và thành phần còn lại dùng để nhận sóng hồi âm, chúng hoạt động liên tục. Thì máy sẽ thực hiện so sánh tần số sóng phát, sóng hồi âm và tách ra hiệu ứng Doppler. Thì Doppler liên tục này á là có hai loại đầu giò. Một loại đầu giò là nó thiết kế là đầu giò bút chì, nó nằm riêng, nó tách khỏi siêu âm, và người ta làm Doppler đó người ta làm không có hình ảnh siêu âm.
thì hay được khảo sát mạch máu và trong tim cũng được cũng dùng nhé. Nhưng mà hiện tại cái loại đầu dò này ở bệnh viện trường đây không mua, bởi mua nó lại chi phí thêm nữa, thì là không có cái đầu dò mà riêng. Thì khảo sát lúc đó liên tục thì sẽ khảo sát chung trong cái đầu dò có tính năng vừa siêu âm. Thì như vậy nó có tốt không? Thì nó kém hơn một chút so với đầu dò rời, nhưng mà lại đỡ tiền hơn. Và chính vậy nó được chọn lựa. Thì thôi chúng ta biết thôi chứ chúng ta không cần quan tâm lắm. Thì mục đích rời á, là cái đầu dò nó nhỏ, nó lách, dễ, cho nên là chúng ta dễ để cái hướng chụp tia siêu âm nó cùng phương với dòng chảy hơn là chúng ta cái đầu dò cả siêu âm nó to, chúng ta khó khó để cùng phương với dòng chảy đó. Và lý lẽ vì thế thôi. Thì thay vì cùng phương thì nó chênh nhau nó khoảng 10 độ gì thì cũng không chết ai, chính vậy là cho nên là nhiều trung tâm người ta không mua thêm cái đầu dò đó nhé. Thì người giàu ta mới mua, mình đang còn nghèo thế mình phải tính kia. Lợi ích của Doppler liên tục này, có độ nhạy cao trong việc phát hiện các dòng chảy có tốc độ chậm, không bị giới hạn khi vận tốc dòng chảy cao, tức là cái vận tốc dòng chảy nó chảy mấy mét đo được, lớn mấy cũng đo được, cái Doppler xung không làm thế được. Nhưng mà giới hạn của Doppler liên tục là không định vị được không gian, tức là chúng ta thu được cái dòng chảy tốc độ đó cao hay thấp tùy nhé, nhưng mà chúng ta không biết nó nằm ở chỗ nào. À, đó đấy là nhược điểm, tức là mình không xác định được không gian nó nằm chỗ nào trong không gian ba chiều. Nhưng mà cái lợi của nó là đo được vận tốc cao, đấy là ích lợi Doppler liên tục. Bây giờ chúng ta sang đến Doppler xung. Đầu dò chỉ có một thành phần vừa có nhiệm vụ truyền sóng âm và nhận sóng hồi âm. Khoảng thời gian giữa hai xung động xác định tần số tái lập xung. Đó. Thì thế này. Cái Doppler xung. Đây là Doppler xung. Ví dụ thì nó bao giờ nó phải có kèm theo hình ảnh siêu âm. Thì chúng ta đây cái thanh cắt này chúng ta đặt cái cổng lấy mẫu ở động mạch phổi, chúng xác định luôn là chúng ta sẽ thu được cái dòng chảy tại chỗ đó. Thì như vậy Doppler xung cái ưu điểm nhất của nó là chúng ta muốn khảo sát dòng chảy ở chỗ nào trong tim hay mạch máu là nó ra chỗ đó, tức là sao, nó khắc phục được cái nhược điểm của Doppler liên tục là không định vị được 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 không gian dòng chảy. Doppler xung định vị được không gian dòng chảy nhé, đó nhờ cặp ghép với hình ảnh siêu âm. Doppler liên tục chúng ta ở cái máy chúng ta tới nó cũng cặp ghép hình ảnh siêu âm, nhưng mà cặp ghép tương đối thôi, nó không định vị được không gian nhé. Không phải là ví dụ cắt qua thế này thôi, nhưng mà cái dòng chảy chúng ta thu được có thể là chỗ này chỗ này chỗ này, nhưng cả theo cái đường đi của nó chỗ nào cao nhất nó lấy, nhưng mà chúng ta không biết là chỗ nào. Đó còn Doppler xung thì chúng ta muốn lấy dòng chảy ở chỗ nào nó ra chỗ đó, đấy hai điểm khác biệt giữa Doppler xung liên tục là thế nhé. Như vậy chúng ta nhớ điểm khác biệt là thế này. Ích lợi quan trọng của Doppler xung là định vị được trong không gian nơi cần thăm khám, nhưng mà giới hạn của nó là sao, là dòng chảy tốc độ chậm hay cao quá là sẽ không được, sẽ bị hình ảnh aliasing gập phổi, tức là không đo được vận tốc. Thì thường nó đo được đến khoảng 1,5 m thôi, còn trên đó là không đo được. Đó thì đấy là chính vì vậy là mỗi cái ưu nhược điểm riêng. Doppler xung thì sẽ định vị được không gian của dòng chảy nhưng mà lại không đo được dòng chảy tốc độ cao, còn Doppler liên tục thì đo được dòng chảy tốc độ cao nhưng mà lại không định vị được không gian dòng chảy. Chính vì vì vậy nó tồn tại song song với nhau, không có bỏ được loại nào hết nhé. Thì như vậy trên một máy xâm tim bây giờ có hai kiểu Doppler xung và liên tục. Doppler xung người ta viết tắt là
P Redux tức là pencil wave, còn doubler liên tục viết tắt là C Redux tức là continuous wave. Đấy là hai loại. Bây giờ chúng ta sang tới Doppler màu. Thăm khám bằng kiểu Doppler này sẽ thực hiện phân tích tín hiệu trên một mặt phẳng. Sự phân tích này tiến hành hầu như đồng thời trên tất cả các điểm của mặt phẳng đó. Có thể tưởng tượng nó giống như kiểu Doppler xung đa cộng. Thế đây, chúng ta thấy nhiều cộng. Doppler xung chỉ có một cộng này. Chúng ta một lần chúng ta được một cái ô này thôi nhá. Nếu đúc lên bọc một lần chúng ta sẽ làm được nhiều ô thế này, tức là đa cộng. Màu thực chất là đúc lên sung đa cộng. Thì kiểu xử lý tín hiệu siêu âm này cho phép nhìn thấy trực tiếp hình ảnh dòng chảy, hướng của dòng chảy và vận tốc tương đối của nó. Thì theo quy ước thì hướng dòng chảy so với đầu giờ được mã hóa màu đỏ nếu dòng chảy tiến về phía đầu giờ, và màu xanh nếu rời xa đầu giờ. Thì chúng ta nhìn cái màu chúng ta biết dòng chảy này đi đâu. Thì ghi này, với Doppler kinh điển tức là xung với liên tục á, thì hướng của đầu giờ thì dòng chảy mà tới đầu giờ là phổ dương, xa đầu giờ là phổ âm, cái đó phải ghi nhá. Nhưng đối với Doppler màu á, thì tới đầu giờ là màu đỏ, rời xa đầu giờ màu xanh, được mã hóa màu theo kiểu đó. Thế mỗi màu sẽ chuyển sang màu trắng nếu như tần số Doppler tăng lên, vận tốc nó tăng lên ấy, dòng chảy tăng lên chuyển sang màu trắng, còn nó sẽ chuyển sang màu vàng nếu mà vận tốc rất cao ấy, rất cao. Thì như vậy nhìn cái bản đồ dòng chảy chúng ta sẽ biết là cái dòng chảy chỗ nào thấp chỗ nào cao. Ở đây chúng ta nhìn này, đối với dòng chảy này chúng ta thấy một màu thôi, chúng ta màu sậm thì chúng ta thấy dòng chảy có vận tốc thấp không cao, nhưng mà dòng chảy nó loang lổ nhiều màu này chúng ta có dòng chảy tốc độ cao. Thì đây là hình ảnh bệnh thông linh nhĩ, dòng chảy qua vách linh nhĩ, giữa hai nhĩ nó chênh áp ít lắm cho nên nó vận tốc thấp, cho nên nó màu nó sậm thế này, một màu thôi không có rối. Nhưng mà ở đây ấy, thì chỗ này là đường ra thất trái nó bị rối, thì cái dòng chảy này dòng cái bị tắc nghẽn, bệnh cơ tim bị đại tắc nghẽn nó sẽ gây rối dòng chảy đường ra thất trái. Chỗ này màu vàng màu sẽ rối, nó loang lổ khảm thì đấy nó lên vận tốc nhé. Thì ý nghĩa của kiểu dòng chảy thì dòng chảy tầng thì chúng ta ghi người ta lamina tức là dòng chảy tầng thì nó biến thiên ít, tức là trong một cái dòng chảy đó chúng ta thấy các chỗ dòng chảy nó vận tốc nó chênh nhau ít thôi nhá, thì người ta gọi dòng chảy tầng. Nhưng mà ở cái dòng chảy ấy, chúng ta thấy chỗ thì chảy nhanh chỗ thì chảy chậm, tức là biến thiên khác biệt, biến thiên variance nhiều á, thì người ta gọi dòng chảy rối. Như vậy định nghĩa dòng chảy tầng là dòng chảy có biến thiên vận tốc ít, định nghĩa dòng chảy rối là dòng chảy có biến thiên vận tốc nhiều. Biến thiên vận tốc là cái gì? Biến thiên là sự khác biệt vận tốc của các vị trí của các thành phần của dòng chảy, nó khác biệt nhiều thì gọi là dòng chảy rối, khác biệt ít gọi là dòng chảy tầng nhá. Thì dòng chảy tầng thường là dòng chảy đa phần là dòng chảy bình thường, còn dòng chảy rối là dứt khoát là bệnh lý nhá. Thì ở đây chúng ta màu chúng ta nhìn thấy màu, ở đây chúng ta thì nhìn thấy màu này, màu đỏ này, chúng ta nhìn đây chúng ta biết màu đỏ này là cái màu chạy tới đầu giờ, thì ở đây nhĩ trái, ở đây thất trái, như vậy chúng ta sẽ thấy là nhĩ trái xuống thất trái. Dòng chảy này, còn dòng chảy màu xanh rời xa đầu giờ thì cái dòng chảy từ thất trái chảy lên động mạch chủ, chúng ta biết được cái dòng chảy từ đâu đi đâu. Còn ở đây mặt cắt dọc cảnh chúng ta thấy dòng chảy đầu tiên có màu đỏ tức là tới đầu giờ, nhưng sau đó lại màu xanh nó lại về xa đầu giờ, tức dòng chảy nó từ động mạch chủ hở chủ mà nó chảy nó vấp của vách lên thất, như vấp vào vách thất rồi nó lại
đổi hướng đi về phía thất này, cho nên nó hai màu vậy, cùng một dòng chảy nhưng hai màu giao hướng nó đổi nên nó màu khác nhau nhé. Vậy vai trò của đúc sung, đúc sung có thể định vị chính xác vị trí cũng như thời gian dòng chảy, cũng có thể sử dụng đúc sung để tìm vị trí aliasing trong một dòng chảy nhưng đòi hỏi nhiều công sức. Phổ đúc sung cũng được sử dụng để đo một số thông số chẳng hạn như cung lượng tim, đấy là vai trò của đúc sung. Vai trò của đúc liên tục thì đo vận tốc cực đại dòng chảy, qua đó tính được độ chênh áp. Thì để đo được mức độ hẹp ván chủ, hẹp ván hai lá thì người ta phải dùng công cụ đúc liên tục đấy. Cũng như qua cái lỗ thông liên thất có động mạch nhé, do áp lực thường để tính áp lực phải dùng đúc liên tục để tính áp lực nhé. Thì đúc sung thì không dùng để tính áp lực được bởi vì nó đo được bằng dòng chảy tốc độ cao. Và vai trò của đúc lâm màu ra sao? Vậy đúc lâm màu thực chất là đúc lơ sung, thành ra là nó có mang cái ưu nhược điểm của đúc lơ sung. Thì trên thực hành thì thế này, đúc lâm màu là tiện nghi thay vì dùng đúc lơ sung, người ta có thể rất nhanh chóng dùng đúc lơ màu để có chẩn đoán rất nhanh chóng một số vấn đề của dòng chảy trong tim nhé. Thì đối với người làm siêu âm á, thì hồi xưa mà chưa có đúc lơ màu á, thời gian làm rất lâu bởi vì làm đúc lơ sung lâu lắm. Nhưng mà từ khi có đúc lơ màu nó giảm rất nhiều thời gian làm việc nhé, thì nó là rút ngắn thời gian làm siêu tim rất nhiều nhờ cái đúc màu, vai trò nó lớn lắm đấy. Thì tất nhiên nó không thay thế được hết đúc lơ sung với lại Doppler liên tục, bởi vì nó không có đo được cụ thể cái số đo chính xác, nó chỉ định tính thôi chứ không định lượng giống như Doppler xung liên tục. Đó. Đó thì nó chỉ làm nhanh thêm quá trình chẩn đoán thế thôi, thì mỗi cái nó bổ sung cho nhau. Thì chúng ta đi thực hành chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ hiểu được đấy. Đi chọn kiểu Doppler nào khi thăm khám thì về mặt đào tạo thì đúc lơ màu cần ít thời gian nhất. Nhưng mà đối với đúc lơ sung liên tục thì cần nhiều thời gian để đào tạo hơn nhé. Nó khó hơn nhé. Và khi cần đo tốc độ tối đa dòng chảy thì phải dùng đúc lơ liên tục. Chứ còn khi để định tính dòng chảy thì cần dùng đúc lơ sung. Đúc lơ sung và đúc lơ màu cũng thể được rồi nhé. Thì đấy là lý thuyết nhé. Thì đúc lơ màu có hồi nãy nói rồi, rút ngắn thời gian thăm khám thì đấy là các kiểu đúc lơ sung liên tục màu. Bây giờ sang tới cái kiểu đúc lơ sau này hơn, đó là đúc lơ mô TDI, tức là tissue doppler imaging đúc lơ mô. Thì nguyên lý là tốc độ vận động của mô thấp hơn nhiều so với tốc độ vận động của dòng máu chảy. Dòng máu chảy của mô của 5 đến 20 cm trên giây thôi, còn dòng máu chảy cao lắm. Thế thì trong Doppler lâu quy ước thì người ta đặt bộ lọc sao cho ghi được tín hiệu vận tốc cao từ dòng máu, còn những tín hiệu vận tốc thấp từ cấu trúc đặc cơ tim thì đã bị giảm thiểu. Bây giờ thì tức là theo Doppler sung với liên tục quy ước đó thì không đo được vận tốc của vận động cơ tim, bởi vì nó chỉ đặt bộ lọc thì ghi vận tốc cao thôi mà. Bây giờ muốn ghi vận tốc thấp thì người ta phải đặt cái bộ lọc theo chiều ngược lại, thì như vậy nó sẽ đo được cái vận tốc cấu trúc đặc của thành tim đó thông qua sung và màu. Thì cái kiểu đúc lơ mô này nó để khảo sát vận động cấu trúc đặc van tim cơ tim, chứ còn đúc lơ quy ước là
khảo sát vận động của dòng máu chảy trong tim, hai chuyện khác nhau đấy. Thì đây là cái sóng vận động của Dolomo. Ở đây là chúng ta lấy cổng lấy mẫu ở thành bên thất trái, chúng ta sẽ thấy ở ký tâm thu sóng S1, S2, ký tâm trương sóng E, sóng A. Đó, chúng ta thấy chiều dương chiều âm. Thì chiều dương là tới đầu giò, chiều dương cái cơ tim vận động tới đầu giò chạy xuống dưới đây này, còn ở ký tâm trương ấy, thì nó rời xa đầu giò nó chạy lui lại, thì như vậy chúng ta thấy sóng âm sóng dương. Đây là vận động của vách lý thất, cũng tương tự vậy, chúng ta thấy thấp hơn bên thành bên này. Đấy là đúng không? Còn đây là trên đúc lông vô màu, chúng ta thấy đó, nó cũng có theo màu, tức là màu xanh rời xa đầu giò, màu đỏ này tới đầu giò, tức là ở kỳ nào mà nó tới đầu nghĩa, chúng ta nhìn thấy màu đỏ đây thất nó, cấu trúc này nó chạy tới đầu giò, còn màu xanh là cấu trúc này nó xa đầu giò. Vậy chúng ta nhìn chúng ta biết là kỳ tâm thu vách này nó rời xa đầu giò, còn kỳ tâm trương tới đầu giò màu đỏ. Đấy là đúc lông vô. Gần đây nữa nhất là có cái kỹ thuật mới, tức là thông số bit, tức là kỹ thuật bit khảo sát bit dạng mô cơ tim, tức là STE. Tức là sao, để cái hình dạng chúng ta nhìn cái hình dạng của tim nó co bóp, nó thay đổi hình dạng đó, thì có thể dùng kỹ thuật TDI hồi nãy vừa rồi đó, kỹ thuật Dolomo, nhưng mà cũng có thể dùng kỹ thuật STE, tức là đánh dấu mô. Thì ngày nay người ta thiên về dùng kỹ thuật STE này hơn, bởi vì sao, ưu điểm của nó là để đánh giá biến dạng ấy, là nó khảo sát được theo mọi trục của cơ tim vận động 3 chiều, chứ còn Doppler của kỹ thuật TDI này nó bị giới hạn theo theo cái vận động, nó không phải chiều nào cũng khảo sát được. Thì đấy là kỹ thuật đánh dấu mô. Thì cái học viên trong lớp chúng ta chắc chắn có một số học viên cũng đi học siêu tim để làm đề tài đó, thì đề tài kỹ thuật đánh dấu mô là STE này nhé. Thì spectral tracking echocardiography, thì cái kỹ thuật này á, chúng ta có thể hiểu là người ta dùng công cụ, người ta đánh dấu một cái vùng mô cơ tim, và khi đánh dấu rồi á, vùng mô đó nó vận động di chuyển ra sao chúng ta biết được hết. Giống như là bữa nay có mấy cái công cụ định vị đó, định vị vệ tinh chúng ta, điện thoại này chúng ta đi đâu là nó đánh dấu đến đó, vậy từ đây là y chang thế, định vị trong không, công cụ định vị đó, đánh dấu định vị. Thì đấy là cái kỹ thuật này. Thì người ta có thể khảo sát chỉ biến dạng mô bằng kỹ thuật TDI. Thì đây đây kỹ thuật TDI thì nó phức tạp, bây giờ hầu như người ta không dùng nữa ấy. Thì bây giờ người ta khảo sát bằng kỹ thuật đánh dấu mô, đây chúng ta nhìn này, người ta đánh dấu cái vùng mô này, thì khi trong chu chuyển tim thì nó sẽ dịch chuyển, nó biến biến dạng, nó thay đổi vị trí này, chúng ta sẽ biết thay đổi vị trí mà nó biến dạng lại, chứ không phải nó dịch chuyển, nó thay đổi hình dạng của cái vùng đánh dấu này ra sao thì nó sẽ khảo sát, chứ không phải là khảo sát nó tịnh tiến đâu. Thì phải phân biệt giữa là nó dịch chuyển, không phải, kỹ thuật này nó không khảo sát sự di chuyển mà nó khảo sát cái sự biến đổi cái cấu trúc của vật thể theo cái theo 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 cái vận động à, đó. Giống như cái mặt chúng ta nhìn không cười, chúng ta nhìn cái mặt khác mà cười chúng ta thấy mặt méo mó khác, thì đấy là khảo sát cái đó đó. Thì kỹ thuật đánh dấu mô khảo sát cái biến dạng đó đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ khảo sát được vận động theo 3 trục, trục này trục vận động theo trục dọc thế này, vận động trục xuyên tâm này, siêu tâm này, trung tâm, và theo trục xoay vận động xoay đó, như vậy 3 trục.
Thì không, cái kỹ thuật này á, không những nó theo ba trục đó mà nó sẽ khảo sát được từng vùng một, không những từng vùng mà theo từng lớp, lớp thượng tâm mạc, lớp giữa cơ tim, lớp nội tâm mạc, chúng ta khảo sát riêng rẽ được. Như vậy chỗ nào chúng ta cũng khảo sát được hết nhé. Theo như vậy kỹ thuật đánh giống mô này nó có rất nhiều ưu điểm, từng chi tiết từng cái vùng cơ tim nó sẽ khảo sát được. Thì cái vận động xoay của thất chúng ta phải biết, cái ý muốn chúng ta sẽ học trong cái bài đánh giá chức năng thất. Thì thất đó là nó có ba trục, trục xuyên tâm, trục dọc thì dễ rồi, nhưng trục xoay của nó giữa đáy thất và mỏm thất nó vận động là không phải luôn luôn cùng chiều với nhau. Thời gian đầu á, từ đầu kỳ tâm thu là cùng chiều với nhau, nhưng mà sau đó lại ngược chiều nhau. Như vậy nó tạo thêm cái động tác giống như là chúng ta giặt quần áo xong chúng ta vắt nước á, chúng ta phải vắt chéo chiều nhau nó mới ra nước, thì thất nó bóp thế đó. Nó đầu tiên là nó xoay cùng chiều đáy và mỏm, nhưng sau đó lại xoay ngược chiều nhau để mục đích để tống máu ra khỏi thất. Thì đấy là, thì cái khảo sát này là có đánh, chúng ta có dùng kỹ thuật nông lâm mô, đánh trong mô chúng ta khảo sát được. Thì đấy là cái đại cương siêu tim cũng như các kỹ thuật Doppler hiện nay nhé.